Đề xuất liên quan đến quản lý dịch vụ livestream được Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ra trong dự thảo nghị định thay thế cho nghị định số 72 2013 và nghị định 27 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, công bố để lấy ý kiến nhân dân thể, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ Internet để cung cấp nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, theo yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông. Theo đại diện của Bộ, quy định trong dự thảo sẽ giúp giải quyết cơ bản nguồn vi phạm cũng như giảm thời gian và nguồn lực của cơ quan chức năng trong việc thực hiện ngăn chặn gỡ từng nội dung vi phạm như hiện nay.